Xin shop chào các chị yêu nha. Tiếp tục buổi trưa ngày hôm nay, shop chọn kho rất là nhiều đồng đẹp giá rẻ cho mình luôn. Chỉ từ 99.000 nạc 140, 170 cao lắm hôm nay cũng chỉ có 350 cho một em đầm mới luôn. Bộ sưu tập mới nhà em luôn á. Đây đầu tiên giá không thể nào hấp dẫn hơn 119.000 đồng. Em này thiết kế là vải xòe nha cả nhà, vải lụa mango mềm nhẹ mát và không có bị nhăn luôn. Thì hôm nay em còn hai size cuối xả kho âm vốn 119.000. Nghe cái giá thôi là cái chị cũng đã biết âm vốn đúng không? Chứ làm sao mà 119 mà may được cái đồng này. Cả công cả vải thì không thể nào may được luôn. Hôm nay là em sẽ lấy tương tác nè. Chị yêu đồng thấy like của em, mình bình luận ngay bên dưới cho em nha. Có thể là tương tác về một chút xíu được không ạ? Đồng em mặc là 1340, để em ghi cái mã hàng cho mình. 119. 1340 119k, em có cho mình size M, 55 cân đổ về cho em là vừa ha. Chị yêu nào dưới 55 cân chốt đơn. Eo đầm này cỡ tầm 74 đổ lại cho em á. Này Phong, cái chị coi dễ thương chưa? Trời xuất sắc các chị ơi. Nhẹ nhàng dễ thương như vậy chị nào cũng bận hợp, không lo kén nha, không lo kén da kén tuổi gì hết. Tại cái nền nó cũng màu đen nữa. Nền màu đen thì đâu có lo kén đâu, chị nào cũng mặc hợp cho em. Cho chị Thảo Sang ạ. À, mẫu đang mặc bao nhiêu tiền shop? 119.000 chị Hương ơi, cho em xin mã số với. Rồi làm sao để đặt hàng vậy shop ơi? Chị Mai ơi, mình đặt giúp em là cái mã số nè, cái mã số, cái số điện thoại bình luận ngay bên dưới cho em luôn. Thì một chút xíu nữa thôi sẽ có chuyên viên bên em liên lạc một chút đơn cho các chị mình ngay ha. 1340 119k cho em nè. Đem xào vòng cho các chị xem thử phàm. Quá mê luôn các chị ơi, dễ thương như vậy. Chốt ở đâu rẻ hơn đây? Em chào chị người xa xứ ạ. 1340 cộng số điện thoại cho em nè, 119.000 nha. Cố gắng lên đơn thật là sớm để shop có thể là tư vấn chọn size vừa đẹp cho các chị luôn ha. Dạ chào chị Ngọc Vương nha. Mẫu đang mặc bà vải gì vậy shop? Mát không? Siêu mát. Em này nhận hàng các chị mình kiểm tra cho em coi đúng như em quảng cáo không? Em giao tới em cho kiểm tra hàng. Đúng như quảng cáo em lấy tiền, không đúng quay đầu cho em được chưa? Như vậy là đã đủ yên tâm chưa? Nhiều khi mấy chị khách cứ sợ là mua online nó không có được như mong đợi á, thì em đã lấy tiền trước đâu, em chưa lấy tiền mà, cho kiểm tra chất lượng nha, cho kiểm tra chất lượng trước. Ưng rồi em mới lấy tiền của mình. 1340 chút liền cho em, chỉ có trong line này em sale. Đẹp hơn chị Vân Vinh, em cảm ơn chị yêu ạ. À, duy nhất trong line này em sale nè. Ngoài line chị nào lên đơn 350, tắt like rồi á, hoặc là mình mua like khác của em á, 350. Like này 119.000, không đẹp em không dám cầm tiền cho chị luôn, thiệt sự. Không đẹp quay lại đây bán dấu em cũng được luôn. Đầm xinh lắm, shop chị mới nhận hàng, cảm ơn chị Ngọc Lan nha. Rồi bây giờ chị nào ưng thì chốt luôn cho em ha, vải lụa mềm có kèm túi. Tại vì nó lẻ size rồi mới sale á, chứ bình thường không có giá này. Thấp nhất một em đầm cũng phải 300 hơn. Mà em này lấy giá có 119 là chủ yếu lấy cái lượt tương tác thôi. Mặc đầm mùa hè rồi chị mua đầm mặc cho mát, chị người ra xứ trời đầm như em cái nào cũng mát. Nếu mà mua đầm mát thì cứ von lụa làm tới cho em là siêu nhẹ mát luôn. Nói hè cái nói tới đi chơi cả nhà, đi chơi có mấy cái em này dễ thương. Đây chị có coi mấy cái mẫu mới này của nhà em chưa nè, nhìn cái màu thôi là thấy mát rồi đúng không, nhìn cái màu thôi là thấy ưng liền. Em mặc thử mình coi, cái váy này là váy mới về nha, váy mới nhất của đợt hàng này luôn. Rồi đợi em xíu, cứ von lụa làm tới cho em ha. Đầu này của em nó là vải chiffon á, cũng mát nhẹ nhàng, hai lớp cho mình nè. Mẫu mới của bên em vừa ra mắt luôn, 1483. Một em đầm chiffon may hai lớp nhưng mà nhẹ tinh hả. Cái màu thôi là thấy thích, nhìn thôi là đã chấm nó rồi ha. Lúc mà mới về hàng cái mẫu này em chưa có like thôi, nhìn thôi là thấy mấy chị khách mê rồi. Chưa kể hôm nay em sale cho các chị luôn nè, 299.000 mẫu mới tinh luôn, mới vừa về luôn. Còn đang nóng hổi luôn đây nè, mà số lượng nó gần hết rồi. Đầu này của em về số lượng ít, coi như là hả phiên bản giới hạn luôn, ít xìu hàng. Mỗi size cộng lại hả bây giờ nha, bây giờ 4 size, em chia đều may thành 4 size luôn á, MLXL2X luôn á. Thì mỗi một size ngày hôm nay nó chưa tới 80 cái rồi cả nhà ơi. Đó, cứ mỗi line nó vơi đi ít, chắc tầm tuần nữa hết hàng. Mẫu mới mà ít quá, tầm tuần nữa hết hàng ngay. Bây giờ em đang mặc đây nha, mã số là 1340 nè. À em nhầm, qua mẫu rồi mà quên. Đây là mã số 1483, mẫu em đang mang. Mẫu đang mang mã hàng là 1483 cả nhà ơi. Giá tiền hôm nay sale chỉ với 299.000 đồng thôi các chị yêu nè. Đó, dáng đầm sẽ nhẹ nhàng, thấy em bước đi không? Nó thước tha theo cái dáng người của em luôn.
Rồi, eo cao phong xè nhẹ che được hoàn toàn khuyết điểm các chị mình. Ai có bụng che bụng tốt cho các chị mình luôn. Em cao 1m6 thì nó cũng dạ phù gối của em rồi chứ không có là bị ngắn ha. Và cái này 299 ngàn nha chị Quế Sương ơi, 299 ạ. 1483 cộng số điện thoại. Đây em sẽ ghi cái mã mới dưới. Em mới về mấy mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Sơ mi nè. Mới về sơ mi nữa, rồi về theo gỗ tròn. Khách yêu cầu về gỗ tròn mà kính á. Đây, may liền 3 mẫu. Ha, cái chị thích cổ mà cao cao xíu có 3 mẫu cho mình lựa chọn. Một là cổ màu đầm màu trắng của em. Hai, lá mùa thu. Đây, những chiếc lá rất là xinh xắn. Lá mùa thu cho cái chị mình nè. Rồi ba là em có cái màu xanh này nó cũng lạ lắm. Em có về cho mình cái xanh mà xanh đậm, xanh nhạt á. Nó kiểu như là nó loang màu với nhau á cả nhà. Ủa đâu mất tiêu rồi ta. Đẹp lắm, mẫu màu xanh cũng xinh em thấy ba mẫu màu nào cũng đẹp đây nè. Đó, em về ba họa tiết là kiểu như dễ thương cũng có. Ha, đi chơi dạo cà phê, dạo phố du lịch mặt này. Rồi thích sang sang hơn lấy này cho em, được không? Màu trắng của em thì khỏi phải nói luôn, ai mà cũng hợp. Màu này đâu kén ai đâu. Trẻ mà cũng đẹp, trung niên cũng đẹp. Em xíu trước cái rồi, em lấy sẵn cái bỏ về nhà rồi. Chị nào hôm nay mà chậm tay mấy ngày sau qua lại không còn hàng đâu. 299k em về số lượng rất là ít ạ. 1483 cộng số điện thoại cho em nha. Hơi bị kín đáo lịch sự luôn á, vừa thời trang nhưng vẫn lịch sự đi làm được. 299.000 chị Mai Thảo chúc đơn, chị Lành Nguyễn lấy đầm này 54 cân. Ok cả, chị Vivi đầm này chị mới đặt hôm qua đây giờ nhận hàng. Nếu mà đặt hôm qua thành phố tầm chiều nay chị nhận luôn nha. Còn ở dưới tỉnh á, tầm mai mốt là mình nhận hàng rồi, nhanh lắm, để ý điện thoại cho em. Đã lên đơn rồi, cứ chị để điện thoại. Alo, có người alo một cái là nghe máy cho em liền. Shipper giao đến tận cửa, khỏi phải đi đâu. Mua online dễ ẹt. Mua online dễ ẹt hả? Chưa có mất tiền, ai đưa ở nhà đừng lo. Mua ở đâu sợ hàng không như quảng cáo. Chứ mua nhà em thì nó y đúc luôn, thậm chí bên ngoài còn đẹp hơn nữa. 299.000 đồng váy này của em, 1483 nha. Không có túi, cái này xè trơn. Rồi, nói đến đầm sale thì phải lên đầm sale. Em mặc mẫu này là đầm mới về nha, 299 là mẫu mới. Còn đầm sale nhà em thì đầy luôn. Đây nè, tiếp theo là một em váy hoa cho các chị mình nữa nha. Cái em này á, là body. Em sẽ may cái kiểu là body đuôi cá. Em này số lượng cũng còn tương đối nè, để hôm nay sale nhanh cho các chị mình luôn. 229.000 đồng cho một em váy body von. Hàng này của em cũng von nè. Đó, hè tới thì cứ lựa von lụa thôi. Mà kể cả đầm nhung nhà em cũng là nhung lạnh nữa cơ. Nhung nó cũng mát nữa, chứ không có nóng. Hôm nay em thấy chất nào mà cũng mát, không có cái nào nóng hết trơn á. Quan trọng cái chị đang kiếm đầm như thế nào thôi. Chứ vải thì ok hết, đầm nào cũng đẹp. Rồi, đây, 229.000 cho em mẫu này. Này là 1428. Có cái sợi dây eo nè. Đó, cái chị mình thắt nhẹ cái nơi cho em, mặc vừa rồi cũng thắt nhẹ cái nơi cho nó xinh ha. Nó có cái điểm nhấn vô cho mình. 1428 ạ. 229.000 đồng cho em nha. Rồi, đang bán 300 đó. Mà hôm nay sale xả kho chốt luôn cái này 229. Chứ em này cũng hàng mới nhà em, đủ size đầy đủ số lượng cho cái chị nè. Có điều là nó gần hết, mỗi size nó còn ít thôi. Rồi, tình hình em thấy là size M là cái size sẽ hết trước tiên đó nha. 229k mẫu váy này. 1428 ạ. Lên cái màu là thấy tươi mát liền các chị ha. Không nói chứ màu, cứ màu vàng lên là thấy nó tươi ạ. Màu nào chứ vàng vô là vừa trẻ nè, vừa trắng mà vừa tươi nữa các chị thấy không? Điểm hoa vàng thôi là cũng đã thấy tươi mát rồi. Còn mà thích tươi hơn, đây, nguyên cái đầm sơ mi vàng luôn. Nguyên em đầm sơ mi vàng rất là dễ thương nha các chị ở đây nữa. Chúc em lên tiếp. Dạ em chào chị Ngọc Vi ạ. À. Mẫu đang mang hả chị? Được, 45 cân lít size M. Size M em sắp hết rồi đó. Size M sắp hết trước tiên rồi đó. Chị nào thích là phải chốt liền cho em nha. 229.000 đồng. 229.000 đồng một em body form. Khóa kéo được may ẩn đằng sau lưng cho các chị mình đang. Chốt đơn hôm nay là 229. Size từ 40 tới 65 cân. Với cái em von này không có co giãn nhiều thì mình tính size chuẩn cho em ha. Trời đất ơi, đâu ra cái đó vậy? Trời ơi, vậy mà cũng trả về cho người ta nữa thì bó tay luôn á. Rồi em mặc đây là 1428 nha cả nhà ơi. Chắc mặc đôi tè xong. Không quá à, thiệt luôn á.
229.000 nha cả nhà. Em này có đủ size nha. Nếu mà size M là cái size sắp hết trước tiên á, chị nào size M thì nhanh tay đặt sớm giúp em mới được. Tắc Lan không nhận đơn, Tắc Lan cái chị mua nó phải hơn 300. Bây giờ mua là 229.000 đồng nha. 1428 cộng số điện thoại cho em ạ. À, rồi chuẩn bị em qua mẫu nè. Chốt đơn trên like là 229.000 đồng. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X luôn. À, cái đèn đó là caro á chị, đây coi gần giúp em. Nè cái đèn đó nè. Cái đèn nó caro nhìn nó sáng sáng ha. Với hoa vàng nữa, tươi đúng không? Mặc lên thấy trẻ trung quá trời. Giá xe thì rẻ, có 200 mấy đồng, 229. Thiệt luôn, đồng trung niên mà báo giá nhiều khi ngại luôn á cả nhà, muốn phá giá người ta luôn rồi. Người ta bán đồ trung niên 5-700 mà qua nhà em toàn 200 mấy 300 thôi. Dạ đây là 1428 nha chị Lệ ơi, cho em xin mã. Rồi chuẩn bị bây giờ em qua mẫu khác nha. Có chị size 2X mẫu này eo 82 là thoải mái. Còn 84 là vừa in cho em nha. Tại von nó không có giống trường hao á. Eo 82 thoải mái, eo 84 là vừa in cho em luôn. 229.000 đồng chỉ chốt ở trên line này thôi. Rồi, lên một em siêu phẩm cũng đang làm mưa làm gió bên em hổm giờ. Là cái sơ vi này, sơ vi màu da. Mẫu này 10 chị nhận hàng, 8 chị khen. Còn hai chị còn lại là chưa có thời gian khen thôi. Thật sự mà nói em này xin cái chị màu nè, sang. Sơ vi màu da nha, rất là sang. Đây, lên tiếp một em đầm sơ vi mà em nói cái giá tiền chắc cũng phải xỉu luôn á. Thường em bán là 350 ha. Đây, cái váy này của em á, bình thường em bán là 350. Riêng cái hai này em sale cho cái chị yêu là 199.000 đồng. Đó, sao tin được. Cả một cái đầm sơ mi đẹp như vậy mà sale 199.000. Hỏi sao tin đúng không? Đi may cũng không ra nữa. Tiền công tiền vải là mắc hơn nhiều rồi nha. Hôm nay em sale luôn là lấy tương tác thôi á. 199.000 đồng cho em cả nhà ơi. Chúc trên like không áp dụng bên ngoài nha cả nhà. 1434 cho em ạ. Sơ mi lụa, ha lụa này lụa mango hàng cao cấp nè. Giặt tay giặt máy là vô tư cho em, không có nhăn gì đâu. 199.000. 199.000 đồng các chị yêu nha. Em có size cho mình từ 5765. Cái này còn có còn size hả? Em váy này nó còn có còn size hả? Chị nào 5765 cân thì chốt cho em. Cái chị lâu lâu chấm bài cho em cái để không có bị trôi bài nha cả nhà. Không có bị ẩn comment khi mình đặt hàng nữa. Rồi chị Trương Vũ, 57 cân hả chị? Em sợ hơi rộng xíu nha. Nếu mà cái váy này á, chị mặc có thể nó sẽ hơi rộng xíu. Tại bây giờ em còn size eo tầm 84-85 á. Cái váy này nè, em còn size eo tầm 82-84 là mặc thoải mái cho em á, 85 là vừa ôm á. Dạ 199.000 chị, like là size 199. Có size M không em? Hết rồi chị ơi, giờ còn 2X hả? Đẹp ha, còn mỗi 2XL thôi. Bây giờ còn bao nhiêu, bán hết số lượng này là em bỏ mẫu luôn, không có về thêm. Em này là coi như là ngưng sản xuất luôn rồi, không có may thêm nữa. Hết là bỏ mẫu đồng này luôn. Chốt hôm nay là 229.000, à em nhầm, 199.000. 199.000 đồng mẫu này cho em ạ. 1434 kèm số điện thoại. Mẫu mặt là 1434 cả nhà nha. Chị Ami Hoàng có đơn 1434 nè. Rồi chị Thảo Vi cho chị một đầm size 2X. Size 2XL hả chị? Ghi cho em là 1434 cộng số điện thoại. Một chút xíu nữa, vài phút sau bên em gọi chút đơn liền. Khi đó các chị nhớ nghe máy ha. Các chị nhớ nghe máy để em tư vấn cho mình cái size vừa nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. 1434 kèm số điện thoại cho em nha. Ai nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình nè. 1434 kèm số điện thoại cho em nha. Không hiểu đâu ra luôn. Rồi đây là 1434 các chị yêu ơi, sale còn 119.000. Em còn size 2XL nha cả nhà. 57-65 cân cho em vừa, có bay kèm hai túi nữa nha. Chị Thúy Nguyễn 1434 nè. Dạ ok luôn. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ thay mẫu khác nha. Ví dụ như mình có muốn coi cái mẫu nào đằng sau lưng của em á thì mình nói em để em giới thiệu. Còn không á em sẽ mặc ngẫu nhiên. Mà ngẫu nhiên thì nó hơi hên xui, không biết là đúng gu chị nào. Rồi bây giờ em sẽ lên một em đầm sale với giá tiền bao nhiêu đây ta? Để em nghĩ coi, nãy giờ có cái nào chưa bận không? À có cái này gần hết nè. Cái mẫu này gần hết rồi, hôm nay em xả hàng cho mình luôn. Cái váy này của em
99.000 luôn cả nhà, giá sốt chưa, đầm trung niên. Nhưng mà form này em may cái kiểu nó hơi trẻ trung một chút xíu. Chị nào mà gu trẻ trẻ thì lấy cái này cho em nè, 1378 chỉ có 99.000 đồng thôi. Form này em may thì nó chỉ vừa tầm ngang gối chứ không có dài hơn nha. Rồi, cổ cao lắm luôn đó, chị nào thích dạng cổ kín đáo lấy cái này cho em nè, hợp luôn. Cao nè, cổ cao ha, không hở. Rồi vải thì có co giãn nha. Cái em này là vải poly, em này là vải poly, nó có độ co giãn cho mình. Rồi cái này cũng còn size lớn luôn. Em này cũng còn size to, size 99.000 luôn nè cả nhà. Bình thường á mấy chị khách cứ nói em là toàn sale size nhỏ. Hôm nay em quất một cái size to, em xả 99.000 lấy tương tác luôn được không? 99.000 đồng. 1378 99.000. Chị Trần, chị Mary Trần 1434 nè. Rồi, em mặc là 1378 nha. Em đổi mẫu rồi nè. Bây giờ váy em đang mặc đây là 1378 nha cả nhà ơi. Sale 99.000 mỗi ngày luôn. 99k. Hôm nay còn size lớn, chị nào cũng 57-65 cân là vừa cho em. 57-65 cân là vừa cho em mẫu váy này. Cái này khóa chưa kéo hết nè. Để em kéo hết cho các chị xem. Đây, khóa ẩn phía sau lưng của em nè. Đầm này em may khóa kéo đằng sau lưng nha. Sale hôm nay là 99k mẫu đầm này nha cả nhà. Chất poly nó có độ co giãn, mặc rất là êm, thoải mái. Phải thì dày dặn đúng không? Nhưng mà nó co giãn thì mình mặc êm chứ không có bị khó chịu cái chị ha. Cái 99k thôi chị Thùy Linh. Thì sợ luôn á, mang tiếng đầm shop mà còn rẻ hơn cái chị khách đi chợ luôn á. 34 em mới thay ra luôn. Đây, 34 là cái sơ mi này chị ơi. 34 là cái sơ mi này. Còn em bận là 1378. Đầm bên em có cho kiểm tra hàng không? Vô tư chị Thảo ơi, cho kiểm tra hàng. Cho kiểm tra trước thanh toán ha. Mình mua mẫu nào cũng vậy. Cứ xem hàng thoải mái cho em, đúng như em quảng cáo thì mình nhận. Ok chưa? Đó, khỏi phải lo về chất lượng. Về chất lượng thì mình yên tâm rồi, em chưa lấy tiền là đã cho kiểm tra. Còn về mà form về mẫu thì các chị xem like nè. Đó, em mặc thử cho mình coi luôn rồi đây. Mẫu đang mặc cái này là em còn 2X thôi. Cái váy này là còn size 2X là 57-65 cân á. Cái sơ mi này cũng vậy, cũng còn size nhỏ. Để em lên cái sơ mi khác cho nó full size hơn nha. Chị nào thích sơ mi thì em có mấy cái mẫu sơ mi khác dễ thương lắm. Màu trắng không? Em có màu trắng là được không? Sơ mi trắng thì cũng dễ thương lắm nè. Đó, nhẹ nhàng nữ tính thôi nhưng mà vẫn rất là sang trọng nha. Dạ em chào chị Ngọc Tuyền ạ. Mẫu mang là 1378 nha cả nhà, 99.000. 50 cân em hết rồi chị Sơn Hoàng ơi, giờ còn 5765. Cái váy này nè, nó còn nó rộng à, nó size 2X size lớn á. 5765 nha, chứ còn size nhỏ em hết rồi. Chị Thúy Nguyễn 65kg 1m56 nè. Rồi ok. Ok chị. 34 hả chị? Không, chị Rita Bell ơi, 34 là lụa. Sơ mi 1434 là vải lụa, không có co giãn. Mà eo chị bao nhiêu? Tại cái đầm đó là eo nó 85 á. Eo 85 được á chị, đo eo cho em đi. Cái váy sơ mi này nè, chị đo eo cho em nha, eo 85 được. Còn trường hợp mà mình mà size hơi tròn ngừa một chút xíu thì em mới về một cái đầm sơ mi eo lên 92 luôn, dữ dội không? Đây nè, em mới về cái mẫu này nè. Eo nó lên 92 cả nhà, dư sức cho em luôn nha. Đây, em mới về cái sơ mi suông đen trắng này hơi bị đẹp, họa tiết cũng lạ nữa, cũng độc đáo nữa. Mà chưa kể là form nó rộng, suông rộng, eo 92 lấy cái này cho em nha. Mẫu này thì thoải mái. Chị nào tròn người, chị nào size lớn, suy nghĩ kỹ cho em lấy cái này nha. Chút sớm tại vì về đúng một mẫu này có size to thôi, không có nhiều nha cả nhà. Em cho em nó ở đây đi. Rồi, bây giờ em mặc ra là 1378 nha, có 99.000 thôi hà. À ít rồi, em hết rồi chị Rita Bell ơi, mẫu đó còn 2X chị ơi. Đầm đang còn size 2XL nha, chị mặc thì nó sẽ hơi rộng một chút xíu. Em hết hàng mẫu đó không về thêm nữa rồi. Còn 2X là em coi như em bỏ mẫu luôn á. Thì bán hết là bỏ mẫu luôn chứ không có may thêm nha. Chỉ còn 2X mẫu 34 thôi. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển mẫu nha. Hình như nãy em thấy có chị khách họ đầm đi tiệc đúng không? Nếu mà đi tiệc thì em có cho mình cái váy body ren đi. Cũng mới về mà chưa gì luôn á. Em mới mặc được có mấy lần mà nó hết hàng mất tiêu luôn rồi nè. Sắp hết hàng mỗi này rồi, mỗi size còn khoảng 2-3 cái nữa thôi. Một em đầm body, ren dập ly co giãn. Đây, thường cái chị mình thích mặc màu đen là vì nó gọn gàng á, sang, không có lỗi thời mà còn gọn gàng nữa. Đây, body này đi tiền được không ạ? À? Một em đầm body với chất liệu là ren dập ly nè. Các chị thấy co giãn không? Em về ren nhiều rồi nhưng mà có mỗi này là co giãn thôi. Đầm này của em mã số là 1440 ạ. À.
Rồi, gần hết em sẽ sale cho mình 299.000 đồng. Ví dụ gì nào thích đơn giản mặt trơn như vậy thôi là cũng đã ok đúng không? Còn ai mà thích nổi hơn, đó, đeo cộng thắt lưng vô cho em. Sao ở nhà sang xịn mịn hơn chưa? Chốt hôm nay chỉ có là 299.000 đồng mẫu này. Rồi 1440, em này đi chơi đi tiệc gì cũng xinh hết, không có kén chị nào hết trơn. Cái màu này là không kén nè. Chị nào bận cũng hợp cho em, xách thêm một cái túi màu như vậy nữa nè. Rồi combo như vậy đi tiệc được chưa cả nhà? Thắt lưng này hôm nay em có bán nha. Mấy bữa trước khách hỏi mua thắt lưng lúc đó chưa nhập về kịp. Hôm nay là em nhập về được cái thắt lưng này quá dễ thương. Chiếc lá có co giãn luôn. Em đeo vừa nhưng mà chị nào mình số ký tròn hơn em vẫn đeo vừa. Để cái dây này là lò xo nó co giãn đó cả nhà. Nên là nè nó nè. Đây cái chị mặc thoải mái cho em ha. Rồi đồng em mặc thì mình đặt giúp em là 1440. Còn thắt lưng này cái chị cũng đặt cho em là thắt lưng chiếc lá cộng số điện thoại. Mua mấy sợi thì comment cho em. Rồi giá thắt lưng 150 hôm nay sale còn là 79.000 và tròn là 80 quá cả nhà. Đầm đỏ hả chị? Đỏ đi tiệc có nhưng mà nó lẽ sai chị ơi. Đỏ em còn size M được không? Chị mặc size mấy? Màu đỏ hôm nay em chỉ còn mỗi M thôi chị. Tiếc quá. Hôm trước chị mua đỏ sớm là có hàng rồi. Hôm nay màu đỏ em chỉ còn mỗi M thôi. Đây nè. Em có body màu đỏ đô đi tiệc rất là sang, đuôi cá, body đuôi cá đẹp lắm, tay dài. Nhưng mà nó còn mờ thôi, mờ là dưới 50 cân đó chị, này hết size to rồi. Còn em mặc đây thì còn size tới 65 cân luôn hả? 1440 sale còn 299.000 đồng. Còn ít nha, chị nào ưng là phải trích sớm cho em nè. Số lượng có hạn nha cả nhà. Thắt lưng chiếc lá này của em thì giá tiền là 79.000 ha. Tròn là 80 cũng được các cả nhà. Chốt đơn luôn làm. Dạ đồng em mặc là 1440. Đồng thì chốt 1440. Còn làm thắt lưng á thì mình ghi cho em là thắt lưng chiếc lá. Đó, cộng số điện thoại vô. 299.000 đồng. Màu đen, ren dập ly sang lắm. Cái chị ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều. Cái cổ này cổ chéo nè. Em giao tới nơi cái chị mình tùy chỉnh được giúp em cái phần cổ áo. Tức là mình thích nó kín hay thích nó hở gì cũng được ha. Đó, nhíp lại cho em. Mình thấy cỡ nào là vừa tầm với mình thì mình nhíp nó lại cho em cái là ok. Vừa dập ly mà vừa có cả hoa văn cho cái chị nữa nè. 299k mẫu đồng này. Dạ mã là 1440. Chị Nhi Trần ơi cho em xin mã số với 1440. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua cho các chị xem thêm một em váy nữa nha. Em lên cái đỏ cho mình coi. Cái đỏ đi tiệc cũng sang, đẹp thiệt sự, váy đẹp, chất đẹp. Giá thì rẻ rồi, không nói rồi. Nhưng mà quan trọng là cái số size nè. Hôm nay em còn có 1 size à. Em bán hết trơn rồi. Giờ nó còn có một size thôi, size M. Size M hơi kén chút là phải dưới 50 cân á. Thì em sẽ sale rẻ cho mình luôn. Đầm này các chị à, chuẩn bị nha, em báo giá mình đừng bất ngờ nha. Body nè, vải này là mango gold cũng loại hàng xịn nhà em, giá cũ 350. Nhưng mà mình không cần nhớ cái giá đó, tại vì line này em sale cho mình chỉ có 69.000 đồng thôi cả nhà. Thực sự em báo giá mà nhiều khách còn không tin, tưởng nghe lộn. Em báo giá đầm mà nhiều chị khách hỏi lại em không á. Đây, 69.000, còn mỗi một size M thôi. Chị yêu nào 50 cân đổ về nha. Nếu mà vừa cái đầm này thì em khuyên cái chị nên chốt, tại vì nó quá đẹp, thiệt sự mà nói. Không vừa thì thôi, chứ vừa mà bỏ qua em này là em tiếc dùm luôn. Kiếm đâu ra cái đầm dạ hội đẹp dày, đi tiệc đẹp dày mà chỉ có 69.000 đồng chứ. Tiền công chưa có, tiền vải chưa đủ luôn. Dạ chào chị Kiều Ly ạ. Mẫu đang mang vải gì em? Dạ em mới mặc cái đen là ren dập ly. Còn cái đỏ của em á là vải mango nha. Chất liệu là vải mango cho các chị mình. Măng tô rồi măng tô chứ em nào là măng tô cái gì nha. Đó sale luôn hôm nay với giá tiền là 69.000. 69.000 nha cả nhà, vải măng tô nha. Sale luôn còn 69.000 đồng. Phía dưới em sẽ may là dạng đuôi cá nè, tay dài. Phối kèm một hàng cúc bên hông. Cái giấy phong sao, đẹp không? Vải cũng đẹp nữa. Ở ngoài nhận hàng cái chị R vô là thấy bất ngờ liền luôn á. Không nghĩ là đồng này mà mua được với giá 69.000 đâu. Hời quá hời luôn. Eo này của nhà em là eo dưới 70 đổ về cho em mặc được nha. 1347 cho em ạ. 1347 69.000 đồng. Một màu duy nhất. Và cũng chỉ còn một size duy nhất là size M thôi. Còn đúng một size duy nhất là size M thôi cả nhà ơi. Tranh thủ mình lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng. Chị Thùy Dương lấy 1347 size M. Có ít đồng nha cả nhà. Bây giờ em chuyển mẫu nha. Sao điện rớt mạng vậy trời, em kiểm tra coi. Rồi 1347 69.000 đồng cho em ạ. Tiếp theo bây giờ em qua mẫu khác nè. Hay là các chị thích đầm sườn xám không? Đi tiệc mặc sườn xám cũng đẹp lắm luôn á. Đây em có cái sườn xám này nè.
sang lắm, lạ lạ chút xíu nha. Thường mặc body nhiều rồi, giờ mình đổi qua cái này đi, cũng body nhưng mà dáng nó sườn xám. Nó sẽ tà hai bên cho các chị mình ha. Rồi, em này là 1394. Body sườn xám nhung nha. Nhung nhà em nhung lạnh, cả nhà yên tâm không có bị nóng đâu, nhung lạnh nè. Nhiều chị sợ mặc nhung nóng nhưng mà không phải. Em nói mặc vô cái nó mát lạnh luôn á trời. Rồi. Form cũng lạ cũng đẹp nữa. Mặc lên là thấy sang liền luôn á. Có co giãn nữa nè. Gần hết rồi nha. Rồi đây là 1394 cho em. Body sườn xám 1394. Em còn cho mình là 4 size. Trong đó thì em đọc luôn cái số lượng ha. Em còn 4 cái size M, 5 size L, XL nhiều nhất là trên dưới 40 cái. Còn 2X chỉ còn 2 cái cuối cùng. Rồi em đồng này của em 67-68 cân đổi lại mặc cũng được luôn. Tại vì nhung nó có co giãn á. 219.000 đồng cho em. Đây các chị coi nè, cái chất của nó nè. Đó, nó có co giãn cho mình nè. Ha, thoải mái cho em luôn. Rồi đây là 1394 nha. Sẽ tà hai bên cho các chị luôn. 1394 nè, đồng sườn xám sẽ tà, sẽ cả hai bên. Thì cái việc mà mình đi đứng di chuyển nè, nó dễ dàng cho mình luôn, không có bị ôm bó hay là khó chịu. Mình thấy em mặc ôm vậy thôi chứ cử động thoải mái các chị ơi, không có khó chịu chỗ nào hết trơn á. Và kim tuyến là full đầm cho các chị mình. Đây, lấp lánh luôn. Nguyên cái đầm lấp lánh từ trên xuống dưới ha, mà chỉ có kim tuyến mặc ở ngoài thôi. Còn bên trong là em dịch mịn không có ngứa. Có mấy chị sợ mà kim tuyến nó ngứa, cái này mình thấy ở trong nè. Đó, em dịch mịn rồi, chỉ có kim tuyến mặc ngoài. Và còn được tặng một cái cài ngọc trai nữa cơ. Mua đầm sườn xám giá bình thường á 350 tặng kèm cài ngọc trai đúng không? Hôm nay 219.000 vẫn có quà tặng đi kèm luôn. Giá cao nhưng mà ít tới chị Kiều Ly, em mới đọc số lượng xong luôn á. 4 cái M, 5 cái size L, trên dưới 40 cái size XL ha. Và 2 cái size 2X nữa thôi là hết hàng, bỏ mẫu. Không mang thêm, không về thêm. 219.000 là giá sale tương tác ngày hôm nay. 1394 1394 219.000 đồng. Chị yêu nào 67 số 8 kênh đổ về mặc vừa cho em mẫu đầm này luôn. Một em đầm body sườn xám màu đen kim tuyến đủ màu. Ở phía trên này các chị thấy là kim tuyến nó sẽ đủ màu cho mình luôn. Nhìn vô là thấy ánh xanh, ánh trắng, ánh vàng, ánh tím rồi các chị. Ở ngoài mới thấy rõ, trên like thì không thấy. Trên like thì thấy lấp lánh rồi đúng không? Bên ngoài nhìn đủ màu xinh lắm. Chị Đỗ Thu lấy 1394 mẫu của em nè. Rồi còn chị yêu nào nữa không ạ? Chị Chi Dung cho chị đồng này L81. L81 chị lấy XL cho em cũng được. Tại vì 2X mẫu này em nó lên được cả 86, 88 luôn á. Coi giãn tốt. Cả 86, 87, 88 mà cũng được luôn cho em. Còn size XL thì em nó cũng được cả 80 rồi ha. Xem ngày eo tầm cỡ 81, 80, 81 được, 82 cũng được. Co giãn đó, trừ hao co giãn nữa. Em chào chị Kim Chi nha. Rồi đồng của em là 219.000 nha cả nhà, 219.000 đồng. Chiều nào chưa có mẫu này thì đặt hàng ngay bên dưới nha. Em này đi tiệc cũng đúng bài luôn. Sang xịn mịn cho các chị mình nè. Mã số là 1394. Em mặc là 1394 cả nhà nha. Lên đơn sớm để em tư vấn và trừ hàng trừ size giảm giá cho mình luôn ạ. Rồi em mặc chất gì vậy, sót co giãn không? Có co giãn chị yêu ơi, chất nhung. Em này là chất nhung và có co giãn cho mình nha. Chị Mary lấy 1394 size L nè. Rồi size L em còn 5 cái. 4, ủa đúng không ta, này em đọc đúng. 4 cái size M, 5 cái size L ha. Và lại 2 cái size 2X nữa là hết hàng. 219.000 cho em nha. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nè. Tiếp tục, à nãy em nói mặc cái sơ mi để em chưa cầm, chưa mặc đúng không? Đây, mấy chị hỏi sơ mi á, thì em này là đủ size nè. Sơ mi lần này thì rất là nhiều, mấy chục cái đầm sơ mi lận. Mấy chị thích đầm sơ mi thì sao? Xòe, cây suông hay là đuôi cá, đó, đủ kiểu luôn. Đây, em lên trước cái màu này đi, em thấy cái màu này là nó dễ mang nhất luôn nè. Sơ mi màu trắng ha, trẻ mặc được mà trung niên các chị mặc cũng được cho em, cực kỳ xinh. Rồi đây là 1470. Một em sơ mi với chất liệu là vải von nè. Đây là cái dòng von hoa nổi của nhà em. Mình rồ vô sẽ cảm nhận được là cái hoa nó nổi trên cái tay của mình luôn. Rất là đặc biệt. Mà giá thì chưa tới 300.000. Có 259 nè. 259.000 cho em ha. Màu đen đó chị Mary Trầm. Cái màu cái này là do kim tuyến ở trên đầm nha. Còn cái nền của nó sẽ là màu đen ha. Sườn xám màu đen, kim tuyến nó đủ màu thôi, chứ nền nó vẫn là màu đen nha. Rồi còn em mặc là 1470 ạ. 1347 1347 69.000. 1394 50 kg, 1m6. Chị giãn hoa 50 kg 1m6. Có thể chị mặc size M nhà em nha. Trời
đúng mà ngay size M nhà em á là còn nhiều cái rẻ đẹp lắm chị. Chút xíu em lên tiếp chị coi. Gộp đơn thêm, hôm nay gộp đơn 600 em vẫn ship luôn. Mặc dù là đã xả kho rồi, là đã lỗ vốn rồi đó, là mỗi cái đầm là đều sale một ít rồi, mà 600 ngàn em vẫn miễn phí vận chuyển cho các chị luôn cơ. Đây, đầm này của em với mã hàng là 1470 à. Sơ mi vải von, chiếc eo ở đây, xè nhẹ nhàng thôi, không có xè rò quá, nên là các chị trung niên vẫn hợp. May kèm hai túi khóa ẩn nằm đằng sau lưng. Rồi, trong đầm có may kèm lót nữa, trong thân đầm có kèm lót cho các chị mình nữa, nên không có sợ mỏng hay là lộ hàng xuyên thấu gì hết nha. Có size chị sơ mi này thì còn size đây, sơ mi em nhiều lắm, chúng em còn lên tiếp cho mình coi mệt nghỉ luôn á. Lộ sơ mi là em nói không biết lộ mẫu nào luôn, tại vì quá nhiều màu các chị ơi. 259.000 đồng cho em nè, ngay trong lúc em đang live stream đây. 1470 sao còn 259.000. Full size cho các chị lựa chọn luôn. Eo 84 đổ về cho em, ok chốt hàng. Eo dưới 84. Còn cái này em 92 luôn. Em đang trưng một cái sơ mi phía sau là sơ mi suông rộng rãi thoải mái, eo 92 mặc được. Riêng em này chị nào size lớn tranh thủ giúp em. Mấy cái mẫu mà form rộng rộng như vậy nè, nó hay hết những cái size lớn trước tiên lắm. Còn em mang thì nó còn đầy đủ cho mình một chút xíu ha. Cái cổ áo màu nâu cách điệu cho các chị nè, nó nổi hơn không? Nhìn cái đầm nó nổi bật, nó có điểm nhấn. Chứ còn nguyên cái đầm bình thường thì em đã may nhiều rồi. Đầm mà nguyên đầm sơ mi cổ áo cùng màu là em may nhiều lắm luôn rồi. Nè màu vàng nè. Đó, màu vàng nè, hoặc là hoa nè, cùng màu rất là nhiều. Đó, còn ai thích mà cái cổ nó khác màu phối vô giống em á, thì chỉ có màu trắng với lại màu đen hoa nhí này thôi. Mà cái đen hoa nhí này nó cũng lẻ size mất tiêu rồi, còn mỗi cái trắng em bận là full size. Chốt hôm nay là 259.000 nha. 1470, 259.000 đồng, size từ 40 cho tới 65 cân. Chị nào 65 cân đổ về đặt hàng cho em bộ váy này ha. 1470 cộng số điện thoại cho em nè. 259k nha cả nhà ơi. Size M, size L, XL và 2XL cho em luôn. Chị nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để nhà em tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Dạ von chị, von hoa nổi, mát rượi, không có nhăn nhầu dưới trơn á. Tức là chị nào chưa có von lụa nha em mua thử đi. Đảm bảo không làm cái chị thất vọng, thiệt nhận hàng là mê liền. Còn mà thích rẻ hơn đúng không? Von mà thích rẻ hơn, đây em lên cái khác. Em có cái váy von này nè, nó còn có hai size thôi, em sale nhanh 150 luôn, dễ thương lắm. Màu này cũng trẻ trung Galaxy nha. Còn hai size cuối cùng nè, M với L thôi. Đây là 1420 nhà em, còn hai size cuối sale luôn 149.000 đồng. Rồi một em đầm van nữa cho mình, giá mềm hơn luôn. Em này thì may cái dáng của nó là dáng suông đó cả nhà. Một em đầm suông nhẹ nhàng như vậy ha, mình có thể bận thành hai kiểu lận á. Muốn mặc suông thì bận vô là suông như vậy trước nè. Xong rồi các chị có muốn mặc thành ôm eo thì mình chỉ cần thắt cái nơ này lại cho em thôi. Em sẽ thắt lại cho mình coi. Em có may kèm cái dây eo nữa. Mẫu đang bận là em có may kèm một cái dây eo cho mình luôn. Đây, dây eo nè, cố định hai bên nè. Mình có thể thắt phía sau hoặc phía trước gì cũng được cho em. Đó, cột lại đã không? Từ rộng thành ôm liền, từ suông là thành ôm eo liền, rất là dễ luôn. Mà có 150 cái váy này thôi. 1420, 149.000 đồng. Màu sắc rất là đặc biệt cho các chị mình. Tính ra hồi chuyến hàng về được có 1-2 mẫu màu sắc gọi là lạ lạ cho mình á. Chứ còn đa số là em về hoa, về trơn này kia nhiều ha. Còn mấy cái tông lạ lạ như vậy nó hiếm lắm nè. Mẫu đợt này có đúng một mẫu Galaxy thôi đó, là cái em đang mặc luôn á. 1420 ạ. 149. 149k nha cả. Ồ, 149 bấm lộ. 1420, 149k. Rồi, 149.000 nha cả nhà ơi. Cổ tim, tay ngắn ha, form đầm suông và có kèm dây eo. Muốn mặc ôm eo hoặc là muốn cho nó vừa y với người của mình, các chị chỉ cần thắt nó lại như vậy cho em nè. Đó, lắp nhẹ vào cái nơ này lại cho em là được liền. 149.000 đó chị Tú Vi ơi. Trên like nha, ngoài like không có. Ngoài like mua, thấp nhất cũng phải 300.000. Tắt like em bán lại là 300 rồi, là nó hơn gấp đôi. Bây giờ mua chỉ có 150, cũng là nó luôn. Cũng nó luôn mà 150, với hồi chút nó cũng nó mà tới 300.000. Các chị thấy sao? Giờ mua có lợi hơn đúng không? Bởi vậy thấy like mà không đặt một hồi đặt là tiếc, giá rất mắc hơn. Trong khi giờ em sale rẻ quá trời, không chịu đặt hàng. Đặt sớm, thứ nhất có size vừa cho mình, thứ hai có giá rẻ. Mình mua trễ nhiều khi không còn size vừa luôn. Đây, hết hàng hai size rồi. Em mặc chỉ còn hai size cuối là M với L thôi. Chị nào 55 cân đổ về chút
chốt đơn giúp em ạ, 1420. Và cái form này em may suông á, cho nên là eo của nó cũng được khoảng tầm là 75 ha. Eo 75 đổ về cho em. Hai size cuối cùng là M và L nha cả nhà. 1420 kèm số điện thoại cho em. Chốt hôm nay là 149k. Một em váy von suông nhẹ nhàng, may kèm dây eo và khóa hổng nằm sau, có kèm hai cái túi hai bên cho các chị nữa đây. Em cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m60 chị Hoàng Yến ơi. Đây, form đầu em đứng ta sao mình coi nè. 1m60 là phủ gối của em rồi, không có bị ngắn nha. Đầm váy cỡ này thì các chị yên tâm là ai mặc cũng phù hợp cho em, không lo bị ngắn quá nha cả nhà, rất là dễ mang. Chốt hôm nay là 149.000 đồng. 149.000 đồng cho em mẫu váy này nha. 1420 kèm số điện thoại cho em là được rồi, tranh thủ đặt sớm để em chừa hàng nữa đây. Đầm von chị không đo giảm nhiều, em này tính size chuẩn cho em eo 74-75 nha. 74-75 là ok chốt. 1470 à quên, 1420 70 cái vừa rồi, trời đất ơi em bị liệu rồi. Đây em coi mẫu nữa nè, 1420, 149.000 đồng em đầm von siêu phẩm. Trong bây giờ em sẽ lên tiếp một số cái sản phẩm khác nữa nha. Mình đang kiếm đầm đi đâu có thể bình luận cho em. Ví dụ như là các chị đang kiếm đầm chuẩn bị đi chơi, đi du lịch, hoặc là đi làm văn phòng, hay là mình muốn mặc hàng ngày nhẹ nhàng thôi. Đó em rất là nhiều kiểu đẹp. Hay lên cái đầm mới nha. Đây xem kẻ mẫu mới về cho các chị tham khảo. Đây hay bóc lộn cái này 2X nè. Rồi em sẽ mặc một cái mẫu mới về cho các chị xem. Lá mùa thu rất là xinh. Em này thì em thấy là mình mặc đi chơi du lịch mùa này cũng rất là phù hợp luôn. Rồi cái váy này của em mã số sẽ là 1484. 1484 mẫu này thì em đang sale với mức giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Em đang mặc đây là 1484 các chị yêu nha, sale còn 299.000 đồng. Size từ 40 cho tới là 65 cân, mẫu này cũng chất von luôn và em cũng may hai lớp cho các chị mình ha. 1484 299. Rồi, em cũng may hai lớp cho các chị luôn. Nói chung là dễ mang lắm rồi nhà ơi. Xinh xắn, dễ thương. Thấy cái họa tiết là thấy ưng rồi. Những cái chiếc lá đủ màu cho mình luôn. Vàng nè, đỏ nè, nâu nâu nè. Đó, trời ơi, nhìn thấy thích chưa. Màu đen các chị mặc lên nó lại còn ngọt dáng hơn đúng không. Màu gì chứ màu đen là cái tông đền quốc dân rồi. Mặc vô là nó dễ nè, nó không có kén da nè. Đó, mà nó còn rộng dáng cho các chị mình nữa. Đây là mẫu mới của nhà em, đang sale còn 299.000. Đầm von xòe hai lớp, khóa nằm sau lưng. Dễ thương quá trời đúng không? Đợt này về mấy cái họa tiết em nói cái nào cũng xinh. Em mặc là mẫu mới nè. Cái màu trắng này cũng mới về em có mặc rồi. Trắng mới mặc qua rồi. Rồi, đây cũng mới về nhà em luôn. 299.000 nha chị Trang Juno ơi, 299 nè. Chị xem đầm treo. Cái này hả chị? Cái sau em đúng không? Sơ mi suông. Em này mới về luôn, eo 92. Dữ dội nhất trong tất cả các mẫu sơ mi. Đầm này của em là form rộng nhất luôn, sơ mi suông eo 92 độ về. Phải cái đằng sau em chưng ở trên tường không? Nếu mà đúng thì chị ok giúp em chị Tú Nguyễn nha, để em bận cho chị xem. Em chưa mặc. Em cũng chưa có mặc nè, em mới chưng ở đây thôi. Đúng thì chị ok giúp em nha. Rồi đầm này 299.000, chiếc lá mùa thu của em đây, váy von nền màu đen kết hợp với những cái chiếc lá rất là đủ màu cho mình nè. Chiếc eo cao dáng đầm xòe đặc biệt che bụng cho các chị mình đây, che khéo được cái phần bụng phía dưới. Chị nào có bụng là che bụng liền. Dài cũng qua gối của em chứ không bị ngắn nha. 60 cân đổ về cho em là vừa mẫu này, 1484. 1484 299.000 đồng. Cổ tròn hả em? Dạ cổ tròn. Cổ tròn kính luôn á, cao luôn á. Đây nè, chị nào thích kính đáo lấy cái này cho em, siêu kính không hở chỗ nào. Còn mình thích cổ sâu hơn thì em vẫn có nhiều kiểu khác cổ sâu hơn ha. Rồi 299.000, kiểu Tracy Hoàng tỏ đơn, 45 cân, lấy size M cho em. Đầm này cũng ít lắm. Cái này em về số lượng cũng phải nói là ít cực kỳ luôn. Chị nào mà mua trễ không có hàng đâu. Nha, tầm 2-3 ngày sau các chị quay lại nghe lễ size liền hoặc là hết hàng luôn. Gì đâu mà 4 size, mỗi size chưa được 100 cái, mấy chục cái là gần hết rồi đó. Trong có mây kèm lót nha chị Bé Lan ơi, ở trong có kèm lót cho mình nè. Chị Mai Ngọc lấy 1484 đầm của em rồi, chuẩn bị em qua mẫu nha. 299.000 nha cả nhà ơi, 65 cân đổ về cho em vừa. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ đặt hàng bên dưới để em tư vấn nha. Mã hàng cộng số điện thoại. Mẫu đang mặc là 299.000 đồng nha cả nhà. Mã hàng là 1484. Rồi tiếp tục em chuyển mẫu. Mẫu đang mặc là 1484 các chị yêu nha. Chốt còn 299.000. À rồi ok chị Tú Nguyên. Cái sơ mi này là sơ mi suông nè, rộng thênh thang luôn á.
cái này size M thôi mà cái chị thấy nó rộng vậy luôn nè, thấy không? Đó, 2X em đo nó lên được tới 92 lận. Chị nào mà size eo rộng rộng chút xíu, hổm giờ mấy chị hỏi em size 70 cân á, đây em mới về cái sơ mi này. Thoải mái luôn, miễn sao mình đo cho em eo dưới 92 mặt luôn. Dáng là form đầm suông, không kén dáng người bận luôn nha. Chị nào tròn người cũng được mà ốm người mặt cũng được cho em. Form này là cái form quốc dân luôn các chị ơi. Rồi 1476 cả nhà nha. Đây là 1476 nè. Đây em may form suông nha, không có chiếc eo, nên nó suông rộng vậy luôn nè. Nhưng em có tặng kèm cái sợi dây này, tặng cho các chị cái sợi dây eo này nè. Mình muốn mặc suông thì mình để nguyên như vậy cho em là nó suông rồi. Đó, để nguyên như vậy cho em là ra một cái đầm sơ mi suông nè. Còn nếu các chị mình thích ha, mình có thể nếu mà các chị thích ha, mình có thể cột nó lại cho nó thành cái dáng đầm ôm eo cũng được nha, tùy ý các chị mình thôi. Thích nào sao cũng được. Tại em may cái này là may suông mà còn thêm đi eo thì mặc được 2-3 kiểu luôn. Có dạ 299.000 á chị Nguyễn Vũ ơi, 299.000. Rồi, đầm em mặc là 1476 nha. Đầm em đang mặc là 1476 các chị yêu nha. Sale hôm nay là 299.000 đồng. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn và chờ hàng luôn. Đây cột nó lại nè. Đang rộng nha, em sẽ cột nó lại cho mình xem. Mình có thể cột phía sau hoặc là cột phía trước gì đó tùy theo ý thích của mỗi chị luôn. Em sẽ cột phía sau thử nha. Chúc em cột trước cho mình coi, nó cũng đẹp dữ lắm. Đó, thắt cái nơ lại như vậy. Nó sẽ ra một cái đầm sơ mi ôm nhẹ eo, nó chuyển thành một cái váy xòe nhẹ luôn. Quá tiết kiệm ha cả nhà, một cái đầm mà mặc được tới nhiều kiểu luôn. May kèm túi nữa nè, sang chưa? Họa tiết này em thấy rất là độc đáo. Thật sự độc đáo mà nó cũng không có phải là lỗi thời cả nhà. Hai cái gam màu đen trắng kết hợp với nhau cả nhà yên tâm là mặc năm này năm sau vẫn đẹp. Không lo lỗi thời qua đợt gì cả luôn. Mà họa tiết này em thấy là cái chị tròn tròn người mặc lại gọn á, nhìn nó gọn dáng dữ lắm. Đang sale có 299 thôi. Và em này là chị chốt ở trên line 299 chứ ngoài shop đâu có giá này đâu. Ngoài shop em đang bán là 450 nha. 1476 em đang mang nè. Trên like 299.000. Chị nào đợi em tắt like mới lên đơn là phải mua cái giá cao hơn. Cũng váy này luôn, giá khá cao hơn. Like đặc biệt 299 chốt liền cho em. Thấy like của em bình luận số điện thoại bên dưới liền, nhà em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình ha. Riêng em này eo thoải mái cứ chốt cho em nha. Mấy mẫu kia thấy là cao lắm là cỡ 88 đúng không? Em này đo một phát eo lên hơn 90 luôn, 92 mặt dừa cho em luôn. Mấy cái mặt hàng như vậy nó hiếm dữ lắm. Chị nào size lớn mà không tranh thủ mua không còn cái nào vừa đâu. Đã hôm nay mấy cái đầm size lớn em bán hết trơn rồi. Size lớn hổm giờ bán lẻ size hết trơn rồi. Nay mới về thêm được cái này nè. Đó. Mới về thêm được cái này size to chứ bữa giờ khách hỏi đâu còn đâu. Thêm được về em này nè, size lớn nè, eo 90-92 mặc được cho em nha. Đầm sơ mi suông nha cả nhà, 1476 à. Chị nào size to 67-70 cân hoặc 72 cân vẫn có thể vừa, miễn sao mình đo eo với 92. Đó, chị nào size to mình cứ đo thử cho em đi. Eo 92, chốt cái này gấp nha, 1476. 1476 à. À, đầm này là vải châu tôn nha chị, chất châu tôn. Nó giống cái màu vàng này nè. Hổm giờ có hai cái màu vàng, các chị đã mua màu vàng chưa? Màu vàng là châu tôn. Nếu mà mua màu vàng rồi thì em này cùng chất liệu á, em này cùng chất liệu với cái vàng, mặc mát đúng không? Mấy chị mua màu vàng rồi mình review cho em coi đúng không? Vải mặc rất là mát luôn, nhẹ mát một lớp thôi mà ok lắm. Này có túi nè, 1476 có kèm hai túi hai bên cho các chị mình. Em cao 1m60 là form đầm cũng bao gối rồi nha, hoa ngắn nha. 299.000 đồng trong lúc em đang live stream ạ. 1476 kèm số điện thoại cho em. 1m60 kênh, cái này chị Tú Nguyên em thấy hả, chị muốn mặc rộng rãi xuông thoải mái nha. Em nghĩ chị mặc size L vẫn vừa luôn á, nó rộng lắm. Size M em mặc mà còn dư cả khúc nè. Còn chị thích mặc cho nó thoải mái, với lại trừ hao mai mốt mình có tăng mấy ký mặc vẫn được, thì chị cứ lấy size XL như bình thường cho em. Còn mà thích mặc cho nó vừa dáng luôn á thì size L em nghĩ vẫn được luôn á. Form rộng cực kỳ nè. Thấy cái chị thấy không, em mặc size M mà dư cả khúc. Size M đồng này là nó tương đương với size L luôn đó cả nhà. Nó tương đương với một size đồng này là bằng tới hai size đồng khác luôn á. Này size L em đo em nó cũng được cả 74 luôn á, là bằng size L bình thường rồi. Và em mặc thì em 67 thôi, nó rộng lắm. Nhưng mà form này may suông mà, cho nên là các chị có mặc suông rộng như vậy hay mình có mặc thành ôm eo thì nó cũng đẹp chứ không có bị kỳ ha. Rồi sale luôn hôm nay với giá tiền là 299.000 đồng nha.
1394, ok chị Mary Trần Huệ cái đó đúng không? Chắc tú nha, tại vì em đó còn rất là ít. Nếu mà cái chị nào thích đó thì em khuyên mình nên mua luôn. Tại nó không có còn nhiều. Nó còn nhiều thì còn suy nghĩ được mấy hôm sau mình quay lại mua được. Còn riêng cái đầm đó mỗi size nó chỉ còn vài cái cuối thôi. Nếu mà chị hủy thì ok, em chưa giao hàng em vẫn hủy được bình thường. Mà sợ là mấy mốt suy nghĩ lại tiếp á. Nha, còn mấy cái cuối hả? Rồi bây giờ tiếp theo em sẽ lên một em đầm vest đang giảm giá. Cái vest này em may cái kiểu nó cũng trẻ trung dễ thương lắm, vest suông. Vest suông với lại có may cái đầm mà có may cái đuôi cá xích ly. Mà nó còn có một size hả? Vest suông xích ly nha, mẫu này của em là 1409. Đợi em xíu nha. Rồi. Đầm này của em mã là 1409 nha cả nhà. Và hôm nay em còn cho các chị mình là còn có một size à. Size M. Đây, form suông. Một em vest màu da và form may suông nhẹ cho các chị chữ A, xếp ly phần à, trên váy ở phía dưới ha. An Giang vòng 3 nè, chị nào có vòng 3 khiêm tốn chọn với cái xếp ly dưới An Giang được nè. 1409 ạ. Đây, chất liệu cô tâm lạnh nhà em. Xả luôn hôm nay 159 nha. Bình thường em bán cái váy này á nó cũng phải tầm 300 350. Hôm nay em sale cho các chị mình luôn 159.000 đồng thôi cả nhà. Chỉ với 159.000, các chị đã có ngay một em đầm vest rất là dễ thương như vậy rồi. Màu này màu da nó cũng không có kén á. Da trắng da ngâm gì các chị mặc cũng hợp cho em. Có 159.000 thôi. Xe luôn trên like của em nha. Này không áp dụng bên ngoài. Ở ngoài like của em á, dù là váy nó lẻ size hay không thì các chị mua giá nó cũng phải cao hơn. Còn ngay lúc này các chị đặt hàng thì bao nhiêu ạ? Có 159 à. Rẻ hơn nhiều lắm luôn á. Chị nào muốn mua giá này thì đặt luôn trong like cho em ha. 159.000. Dạ màu này của em có size từ 40 tới 65 cân chị. Ờ em nhầm, còn mỗi M thôi. Em bị liệu. Còn mỗi size M thôi. Mấy cái đầm này lúc nào về cũng full size hết trơn á. Giới thiệu riết nó quen cái chị. Đến lúc lễ size cứ quen cứ giới thiệu thành full size hoài. Bây giờ còn một size cuối chị yêu nha. Tay nó cũng hơi vòng vòng một chút xíu nè. Rồi khóa ở nằm sau lưng của em đây ạ. Váy này là 1409. Xếp ly đều trên váy các chị thấy không? Đó, từ trước ra sau là xếp ly đều cho các chị mình luôn. May kèm một cái túi ở phía trước nè. Túi thiệt đựng đồ được luôn. Trên cái nắp túi là có một viên cúc ngọc trai nữa. Đây, rất là xinh. 1409, bộ này của em còn size M. 50 cân đổ về cho em vừa nha. Đó, xếp ly đều cho các chị luôn nè. Từ trước ra sau cho em luôn ha. Hôm nay em giảm giá cho các chị mình nha. Đang sale còn 200 159 159.000 đồng cả nhà ơi. 159.000, chị yêu nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em. 159.000 đồng nha cả nhà. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là được nha. Rồi đây là 1409 cả nhà ơi. Cái váy này của em, à không có chiếc eo chị, để em đứng gần mình coi, đâu có chiếc eo ngang đâu, nó trơn mà. Em này là may suông trơn cho các chị ha, không có chiếc ngang. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn nè. Đầm em mặc đây là 14. Đầm em mặc đây mà mã hàng là 1409 nha cả nhà. 1409. Chị đã ưng ý mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Ôi trời đất ơi, đợi em xíu. Rồi, em mặc đây là 1409 rồi nhà nha. Sale hôm nay với giá tiền là 159.000. Chị yêu nào chưa có đặt hàng giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Em chào chị ạ. Phạm Lanh nha, chào các chị mới vào luôn ạ. Rồi, tiếp tục bây giờ em coi mẫu. Đầm này em sale 159.000 đồng. Tính ra giá rẻ quá trời. Chị nào thích thì cứ bình luận bên dưới đi. Chút xíu nữa bên em tư vấn cho mình kỹ hơn. Tiếp tục em có cho mình một em đầm đầu nào đây ta. Sơ mi nha, mới về nha. Đây em mới về cái màu này xinh nè, mặc lên khá là trẻ trung. Hoa màu cam cam nổi bật cho các chị mình đây. Rồi đợi em một chút xíu. Ui. Ui.
Rồi, sơ mi này mới về của nhà em luôn ha. Bộ sưu tập mới của tháng này luôn á, 1480 nè. Một em váy sơ mi lụa mango mềm, nhẹ, má cho các chị mình đây. Giá bán hôm nay chỉ với 299.000 đồng. Là các chị đã sở hữu ngay một em đầm sơ mi siêu phẩm rồi. 1480 cộng số điện thoại cho em. Chốt luôn trên line này là 299.000. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X luôn. Full size cho các chị lựa chọn nè. Chị nào thích thì cứ bình luận cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Tranh thủ đặt hàng sớm đi cả nhà. Em trừ hàng trừ size giảm giá cho các chị mình đây. Đầm này của em là 1480 nha. Một em đầm sơ mi vải lụa. Lụa mango nhà em thì các chị biết rồi đó. Mặc thoải mái, mát nhẹ, không nhăn nhầu phai màu gì luôn ha. Đang giảm giá hôm nay là 299.000 nha cả nhà. 1480 đây, 299.000 đồng, để em ghi giá phía dưới nha. 299. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X luôn. 65 cân đổ về cho em là vừa nè. Đây có cổ sơ mi, đầm kín tháo lên sự, đi làm mặc cũng hợp nha. Nếu mà các chị không ngại đẹp nổi bật quá thì mặc này cũng được. Còn thích nhẹ nhàng hơn thì có màu này, em về hai màu xanh, hoa xanh nó vẫn nhẹ hơn. Nhìn cái hoa xanh nó vẫn nhẹ nhàng hơn đúng không? Còn em mặc hoa màu cam nó vẫn nổi bật hơn xíu. Giá thì bằng nhau thôi nha. Em lại gần mình xem thử nè. Màu rêu, nền màu rêu có hoa màu cam cho các chị nè. Đó, khóa nằm sau. Em này là cũng có chiếc eo. Đây, chiếc eo cao ở trên. Nên là lúc nào các chị mặc đầm xòe nhà em nó cũng che được khuyết điểm là cái bụng nè. Có bụng là che khuyết điểm liền, mình không cần phải lo ha. Em đang sale bộ váy này với mức giá chỉ có là mẫu váy này với mức giá chỉ có là 299.000 cả nhà ơi, 299.000 đồng nha cả nhà. Tranh thủ đặt sớm, em tư vấn và chừa hàng chừa size nha. 1480 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã hàng 1480 có size từ 40 cho tới là 65kg. Đầm này của em có 4 size, các chị dễ dàng lựa chọn luôn. Eo với 84 đổ lại cho em là ok. 1480 sale còn 299.000 đồng. Nghề màu xanh rêu, hoa đi màu cam. Chị Nancy Nguyễn lấy 1480 nè. Rồi cho em xin cái cái số điện thoại, chút xíu nữa bên em sẽ gọi tư vấn size cho mình luôn. Mình sẽ được tư vấn size trước khi giao hàng, các chị cứ yên tâm đặt thử nha. Ship đến tận nhà, ship đến tận nhà cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà ơi, mình yên tâm. 100% khách mua đồ bên em đều được kiểm tra hết, nhưng mà khách mới thôi. Chứ còn mấy chị khách quen nhà em cho kiểm tra cũng không kiểm tra luôn. Mua hàng riết mà bây giờ còn nói em khỏi gọi chút đơn luôn. Em cứ dạy giao hàng cho chị là các chị biết rồi á. Đó, quen ở đó luôn rồi. Shipper giao riết mà còn nhớ tên nhớ nhà luôn mà. Còn chị nào khách mới mình sợ là giao không đúng mẫu thì cứ yên tâm, em sẽ ship đến cho mình và cho kiểm tra trước thanh toán ha. Đây là 1480 cả nhà nha, mẫu đang mang là 1480. Rồi em có một màu hoa xanh này nữa, hoa xanh là 1486. Nếu mà các chị thấy cái form đầm này của em mình thấy ưng nè, thì em có thêm một màu nữa cho các chị lựa chọn đây. 1486 là hoa xanh ha, hai màu cho các chị lựa chọn. Em đọc luôn mã cho mình dễ nha. Hoa xanh là 1486 ạ. Ai lấy hoa xanh nè, cùng mã à, cùng kiểu với em ha, cùng kiểu nè, cùng form nè, cùng chất nè, cùng giá tiền luôn, 299.000. Em mặc sao cái này mặc lên form cũng giống vậy luôn. Đó, màu xanh thì nhìn nó nhẹ nhàng hơn chắc chắn rồi. Còn hoa cam của em thì nó có phần nổi bật hơn. Ai thích nổi trắng da lấy cái này 1480. Ai thích nhẹ nhàng lấy cái xanh 1486. Có điều kiện lấy luôn cả hai cái về thay đổi. Nhất là cái chị làm văn phòng thích mặc sơ mi á, lấy một loạt về thay đổi cho em, mỗi ngày một màu không đụng hàng với ai luôn. Hàng này bên em tự thiết kế không lo đụng hàng. Em mặc 1480 là hoa màu xanh, nhã hoa màu cam. 1480 là hoa màu cam, 1486 là hoa màu xanh. Em chào chị Hải Duyên nha, chào các chị mới vào like của shop nè. Nhanh tay cả nhà ơi, số lượng có hạn rồi, cố gắng đặt sớm giúp em chừa hàng chừa size giảm giá luôn. Ngày hôm nay các chị đặt hàng ở trên like của em là được sale giá rẻ đó, chứ còn tắt like đồng nào nó cũng hơn ít nhất phải 50-70. Nó hơn phải 50-70 nha, chứ không có giống vậy đâu. Nên là cố gắng mình lên đơn thật là sớm. Em mặc là 1480 nha cả nhà, sale còn 299.000. Rồi còn em lên kiểu khác đi, váy sơ mi đúng không? Giờ lên váy không cổ đi. Không có cổ thì em sẽ có mẫu này cũng xinh. Ui hoa này dễ thương nè. Cái váy này nó có cái sợi dây thắt nơ ở trên cổ áo rất là xinh. Em sẽ mặc thử mình xem.
mặc lên nhìn nó dễ thương, tiểu thư lắm cả nhà. Ví dụ như mà đơn giản thì mình không cần thắt cái nơ, mình chỉ cần thắt một sợi thôi là được rồi. Đây, cái cổ áo nó như thế này. Đây cả nhà, cái cổ áo nó như thế này nè. Rồi, chị nào thích đơn giản ha, trung niên rồi, các chị không thích nó trẻ trung quá, thì mình chỉ cần thắt một sợi như vậy cho em thôi. Đó là cũng đủ có điểm nhấn rồi. 1387, em này sale có 119.000 ha. Nhưng mà nó còn có một size thôi các chị ơi, đầm này không phải ai mà ai mua cũng được đâu nha. Em còn có size M thôi hả, chị nào trên 50kg là không vừa. Bây giờ chỉ còn đúng một size cuối là size M, phải 50 cân đổ về, hoặc em 68 đổ lại cho em thì mới được ha. Em chốt luôn là 119. 119.000 chị Thiên Mỹ ơi, sale trên line là 119.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới cho em ạ. 1387 119.000. Rồi, đầm em mặc có những size nào? Còn có 1 size cuối à? Em về thì lúc về thì 4 size lận á, nhưng mà bây giờ em bán hết trơn rồi, nó còn có 1 size cuối, đâu còn nhiều đâu. Còn đúng 1 size cuối cùng cho các chị mình thôi. Sale 119k luôn nè. Đẹp, rẻ, chất lượng, khỏi chê luôn. Đúng cái là phải vừa phải mới mua được. Bây giờ ai mua size lớn đầm này là tiếc luôn, giờ chỉ có ngắm thôi chứ sao mua được nữa. Thà là cái size nó rộng hơn, cái chị thích mình có thể mua về sửa lại, chứ còn size này nó nhỏ hơn là thua, nhỏ hơn không có nói được nha. Đây, chiếc eo vẫy xòe, em mặc mình thấy nó vừa y không? Em 50 cân nè, đây, em mặc vừa y thinh, các chị thấy không? Em 67, đó, cỡ 68 cũng được, 67, 68 các chị mặc vẫn được cho em, 119.000 đồng. 1387 cộng số điện thoại, em lại gần mình xem thử ha. Màu sắc nhẹ nhàng thôi, nền đen có hoa hồng hồng, kem kem rất là xinh. Rồi bây giờ đổi nha, hắt cái nơ nha, chị nào trẻ trung nè, hắt cái nơ vô là nhìn nó dễ thương lắm. Đó, một cái nơ nhỏ trên cổ áo rất là xinh cho các chị đây. Rồi xong, xinh chưa? 119.000 cho em ạ. 1387 119.000 đồng cho em. Hôm nay sale 119. Đầm này của em thì có kèm một túi nha, một túi thôi. Váy này là có may kèm một bên túi cho mình. Form dáng đầm cũng xòe nhẹ nhàng phủ gối của em. Mẫu cao 1m60 là mặc đầm qua phủ gối. Các chị mình để ý giúp em độ dài váy nữa. Không phải là ai mặc cũng giống nhau được nha. Đặc biệt tùy theo form dáng người của khách. Có những chị mặc sẽ dài hơn em và có những chị mặc sẽ ngắn hơn em, tùy vào chiều cao. Thì em giới thiệu ở đây là giới thiệu về cái form dáng em đang mặc thử cho mình coi. Như em thì em cao 1m60 mặc tầm này. Đó, chị nào cao 1m4, 1m5 dài hơn em một chút xíu, 1m7 thì mặc ngắn hơn em một chút xíu. Đó, là nó phải theo như vậy, chứ không phải là em mặc sao giao cho khách là bắt buộc khách cũng phải mặc giống như em là không có nha. Lâu lâu em cũng gặp mấy chị khách nhận cái váy á, mặc dài hơn em một chút xíu là không chịu, kêu em giới thiệu là shop này giới thiệu không đúng như quảng cáo. Em hỏi sao không đúng thì kêu là mặc nó dài quá, mẫu mặc tới gối sao giờ, sao tôi mặc nó tới bắp chân lận, mà hỏi ra chiều cao thì nó khác nhau đó các chị thấy không. Nhớ là trừ hai giúp em chiều dài cao, chiều dài váy dựa theo là cái form dáng người của khách nha. Đây em cao 1m6 là tới tới gối nha. Yên tâm là cho dù có dài hơn mà chị mặc vẫn đẹp, dễ thương lắm. Hoa văn này dễ mang nè, nhẹ nhàng không cán chán người bận đâu ha. Có điều là bây giờ quan trọng là cái eo nè, eo 67-68 nè, chứ eo ở trên là không vừa. Đầm này của em size chuẩn, không có trừ hao. Còn size M, chị Ngọc Thư còn size M, chị Kiều Ly chốt size M 1387 nè. Rồi 119 cho chị luôn. Đẹp mà rẻ quá em ơi, nhưng mà chị vẫn 2X tiếc quá. Trời đất ơi, chị Lan Anh xui luôn, đầm này hết 2X rồi. Mẫu em mặc chỉ còn size M thôi, 2X có gì mình lấy cái khác cho em đi nha. Cái váy này em còn size M, em chốt luôn là 119.000 đồng ha. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì cứ bình luận ngay bên dưới để nhà em tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình nha. Rồi bài hai này bây giờ em sẽ lưu lại nè. Chị yêu nào vô trễ xem lại tờ giúp em, hoặc là mình có thể đón theo dõi live stream trực tiếp tối nay vào lúc 6:30 tối, chiều nay sẽ có một bài live trực tiếp nữa. Bây giờ thì chúc các chị có buổi chiều thật là vui vẻ nhé.